Kính chào quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình 10 phút cảnh báo trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hiện tượng thời tiết và thiên tai khắc nghiệt ngày càng xảy ra nhiều hơn ở tất cả các khu vực trên toàn cầu. Chỉ tính riêng trong tháng 9, tháng 10 vừa qua thì hàng loạt các cơn bão nhiệt đới lớn đã đổ bộ vào châu Á, Mỹ và khu vực Caribe, Canada, gây nên thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản, phá hủy sinh kế của hàng nghìn người dân. Nhiều chuyên gia khí hậu cảnh báo các cơn bão không chỉ là xuất hiện với tần suất ngày một nhiều mà cường độ cũng ngày càng mạnh hơn. Từ khu vực Caribe đến châu Á, 3 tháng cuối cùng của năm được xem là thời kỳ của những cơn bão tàn khốc. Các khu vực châu Á, Mỹ, Caribe và Canada vừa hứng chịu 5 trận bão nhiệt đới lớn. Bão đang xuất hiện với tần suất dày hơn trong mùa mưa bão năm nay. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến cho những cơn bão nhiệt đới trở nên mạnh hơn và gây chết chóc nhiều hơn. Điều chúng tôi nhận thấy trong vài chục năm qua, đó là có sự gia tăng đáng kể về cường độ của các trận bão nhiệt đới. Ngày càng có thêm bằng chứng về việc các cơn bão nhiệt đới mà chúng tôi theo dõi di chuyển với tốc độ chậm hơn, bởi vì chúng dừng lại ở dọc bờ biển, nên chúng có thể gây ra một lượng mưa lớn. Mặc dù các cơn bão đều có vận tốc gió cao, nhưng bản thân cơn bão lại di chuyển chậm hơn. Một nghiên cứu năm 2018 đã chỉ ra rằng các cơn bão đang mạnh lên nhanh chóng trước khi đổ bộ bởi nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn và tầng thượng khí quyển có gió ít hơn. Các trận bão mạnh ở thời kỳ tiền công nghiệp có lẽ xuất hiện theo tần suất 500 năm mới có một lần, thì nay đang xuất hiện 50 năm một lần do biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta không làm gì để ngăn biến đổi khí hậu, thì khi chúng ta bước vào giữa hoặc cuối thế kỷ 21, tần suất có lẽ còn chưa đến một thập kỷ. Còn đây là hình ảnh thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cách đây hơn một tháng. Sau cơn lũ lịch sử, hàng loạt căn nhà bị lũ cuốn trôi hoặc đổ nát như thế này. Trong gia đình cũng đầy đủ cả rồi mà cuối cùng dư có nhà ở. Sợ lắm, sợ không biết đang mà chạy nữa, còn một chắc bà không biết chạy thì đang mô. Mưa lũ sạt lở xảy ra thời gian vừa qua tại dải đất miền Trung đã để lại nhiều hậu quả. Biến đổi khí hậu đang khiến cho tần suất và cường độ của các trận bão lũ ngày càng xảy ra thường xuyên và mạnh hơn. Thưa quý vị, những năm gần đây thì Việt Nam thường xuyên xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan như là bão, hạn hán, dông lốc, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, tàn phá nghiêm trọng cây lương thực và tài sản của người dân, đồng thời gây khó khăn trong quá trình trồng lúa và các cây lương thực, gia tăng chi phí cho sản xuất nông nghiệp và kéo theo là hệ lụy về nghèo đói gia tăng. Những cơn bão lớn đang trở nên khốc liệt và xuất hiện thường xuyên hơn ở nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc phân tích và nhận biết những nguy cơ biến đổi khí hậu sẽ giúp cho các địa phương chủ động được kế hoạch, có những phương án để ứng phó hợp lý, giảm thiểu thiệt hại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, dân số khoảng 20 triệu người, đóng góp khoảng 20% GDP cả nước. Hơn nửa sản lượng gạo toàn quốc được sản xuất tại vùng này, trong đó bao gồm 90% sản lượng gạo xuất khẩu, đưa Việt Nam trở thành quốc gia lớn thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo. Đồng bằng sông Cửu Long cũng chiếm phần lớn sản lượng thủy sản và hoa quả trên toàn quốc. Khu vực này hàng năm chịu ảnh hưởng thường xuyên của những trận lũ lớn. Đây là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Việt Nam bởi sự xâm nhập mặn với 1,8 triệu hectare diện tích. Gần đây, bão đã bắt đầu trở thành một vấn nạn. Mới chỉ năm 1994, một báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á về biến đổi khí hậu cho rằng bão không xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, sau 15 năm, rõ ràng, thực tế đã thay đổi. Theo nghiên cứu dự báo của tổ chức Oxfam, nguy cơ đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt do biến đổi khí hậu. Năm 2100, mực nước biển có thể dâng lên khoảng 30cm đến 1m. Nhiều khả năng nước biển sẽ dâng lên mức hơn 1m. Lúc đó, 90% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long có thể bị ngập lụt hàng năm. Đến năm 2030, khả năng nước biển dâng có thể làm cho khoảng 45% diện tích đất của đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn hoàn toàn và mùa vụ bị thiệt hại do lũ lụt. Lưu lượng nước vào mùa khô của sông Cửu Long được dự đoán sẽ giảm đi từ 2 đến 4% vào năm 2070. Đây là một yếu tố khác góp phần vào hiện tượng nhiễm mặn và thiếu nước. Suy giảm năng suất mùa vụ có thể làm ảnh hưởng tới vụ lúa xuân, dự đoán sẽ giảm 8% vào năm 2070. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng đồng thời bởi biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, hoạt động khai thác thủy điện, tăng lượng nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở thượng nguồn sông Mekong, hoạt động khai thác quá mức nước ngầm
cát trên lòng sông của vùng đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động kiểm soát lũ và thực hành sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Những yếu tố này tác động đồng thời bổ trợ cho nhau và khiến cho nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở cuối dòng chảy của sông Mekong đổ ra biển, một phần nhỏ chảy ra vịnh Thái Lan. Đây là vùng đất thấp và bằng phẳng được hội tụ phù sa của các con sông. Vùng đồng bằng với diện tích gần 4 triệu hecta là nơi sinh sống của gần 20 triệu dân và được xem là vựa lúa lớn nhất cả nước, cung cấp hơn 50% sản lượng gạo, hơn 60% lượng thủy sản và 70% lượng trái cây của cả nước. Nằm ở vị trí thuận lợi nên đồng bằng sông Cửu Long được thừa hưởng nhiều ưu đãi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt dưới sự phát triển của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cái mùa vụ chúng ta thì lâu nay nó theo thời tiết bình thường, thì bây giờ thì thời tiết nó thay đổi đi thì cái mùa vụ nó không thích hợp nữa. Và như vậy thì có những cái vụ là nó làm thiếu nước, hoặc là có những cái vụ là nó bị xâm nhập mặn, hoặc là có những cái vấn đề về bão lốc làm cho cái thiệt hại rất lớn về cái sản xuất của chúng ta. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, trong khoảng 2 thập niên vừa qua, biến đổi khí hậu và nước biển dâng càng thể hiện rõ hơn, làm ảnh hưởng lớn tới năng suất và sản lượng hoặc làm gia tăng chi phí đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Với mức độ gia tăng về tần suất và mức độ cực đoan đã làm đe dọa an ninh lương thực và tạo nên những biến động ở khu vực này như suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, thu hẹp diện tích canh tác. Trong hiện tại và tương lai sẽ xảy ra các luồng di dân từ nông thôn lên đô thị và tạo ra những hệ lụy xấu về mặt xã hội, môi trường. Khi mà biến đổi khí hậu nó diễn ra càng ngày càng cực đoan thì cái lượng nước, nhất là trong mùa khô ở thượng nguồn, như năm nay chúng ta thấy rất rõ là cái nước ngay cả trong mùa lũ nó về rất là ít, thì tới mùa hạn thì cái lượng nước nó càng ít hơn. Đồng thời với cái việc là trữ nước trên thượng nguồn ở các đập thủy điện thì cái lượng nước về sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long nó giảm đi rất nhiều. Và cái nền sản xuất nông nghiệp chúng ta thì lúa nước thì chúng ta cần nước, lượng nước rất lớn. Bây giờ cái lượng nước nó mất đi rất là nhiều, cho đó thì nó ảnh hưởng tới các cái vụ mùa, đặc biệt là những cái vụ mùa khô. Và đồng thời với đó là khi mà nước ở thượng nguồn về ít và nước biển dâng thì nó tạo nên một cái thế để đẩy cái nước mặn từ ở ngoài biển vào trong cái cửa sông lớn và từ đó vào các kênh rạch chính và nó làm xâm nhập mặn. Và như vậy thì xâm nhập mặn nó ảnh hưởng tới lúa rồi cây ăn trái. Các chuyên gia cũng cảnh báo biến đổi khí hậu còn làm thay đổi cấu trúc mùa, sinh kế nông nghiệp bền vững có nguy cơ mai một. Một bộ phận nông dân có khả năng phải chuyển đổi hoặc đánh đổi sinh kế. Tỷ lệ này ở đồng bằng sông Cửu Long được dự báo là không nhỏ. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Hợp tác xã Nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025. Theo dự thảo của đề án, thì mục tiêu đến năm 2025 là 100% hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long được tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và hiểu biết về biến đổi khí hậu, cũng như những biện pháp thích ứng trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản và diêm nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu của các hợp tác xã nông nghiệp thời gian qua còn mang tính tự phát, số lượng chưa nhiều. Để thúc đẩy sự tham gia của các hợp tác xã nông nghiệp và người sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả, việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án phần trăm hợp tác xã nông nghiệp tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, doanh thu sản xuất kinh doanh của hợp tác xã tăng ít nhất 20%. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút cảnh báo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.